Xin chào tất cả các anh em nha. Video này em giới thiệu cho các anh em tham gia một chương trình hay góp nhận 30 tóc cần có ký hiệu là KOA các bạn. Chương trình hay góp này nó sẽ end 10.000 member các bạn. Thì con chắc của nó là bạn nem symbol con này tổng cung có 5 triệu tóc cần các bạn. Khá tổng cung khá là khiêm tốn các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở link form các bạn. Sau khi mở cái link form sẽ custom thì nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên group follow hai kênh seller nữa các bạn. Rồi follow tại Twitter nữa nè. Rồi tất cả bạn người request bot tăng ba người bạn vào tất cả các bạn. Thì những nhiệm vụ join kênh group và follow tại Twitter thì các bạn tự làm nha các bạn. Rồi các bạn vào đây các bạn like cái nè. Rồi các bạn trích dẫn cho tự quyết nha các bạn. Các bạn trích dẫn cho tự quyết. Các bạn ghi vô sư name của nó nha các bạn. Coi bởi lên. Phan các bạn. Rồi thì các bạn comment một câu bình luận nói về dự án tốt đi các bạn. Rồi các bạn tag ba người bạn vào các bạn tự quyết lại nè. Sau khi tự quyết lại xong thì các bạn qua bình luận các bạn cũng tăng ba người bạn vào nữa các bạn. Bạn dán vào đây nè. Bạn trả lời luôn. Rồi sau khi bạn trả lời xong thì các bạn mới đáp lên các bạn. Các bạn mở cái link form lại nè. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả bạn vào nha các bạn. @1234. Tiếp tục thì các bạn điền đi. Ủa lộn các bạn ơi. Sorry các bạn ơi. Dòng đầu tiên các bạn điền email của bạn nha các bạn. Dòng thứ hai thì các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Dòng thứ ba submit tweet profile link thì các bạn mở Twitter mình ra nè. Rồi các bạn nhấp vào ba cho gặp bên cùng các bạn. Các bạn nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn bấm vào chia sẻ nè. Bên cạnh cùng chia sẻ. Rồi các bạn sao chép vào khai như tam nha tất cả các bạn. Sau khi các bạn sao chép vào khai như tam các bạn mất up lên các bạn. Các bạn bắt cái link profile link của mình vào đây nha các bạn. Anh dán vào. Chết mày. Rồi các bạn dán vào đường link profile link đây. Tiếp tục thì các bạn gọi lên cái link request nha các bạn. Con này chạy trên mạng Huobi Ecochain nha tất cả các bạn. Chứ không phải là BNB Smart Chain các bạn. Để các bạn copy lộn địa chỉ là uống công nha các bạn. Rồi tiếp tục bạn mở Twitter các bạn ra. Bạn nhấp vào bài gạch, nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn. Các bạn chia sẻ cái bài tweet nữa các bạn. Good I group. Rồi các bạn chia sẻ cái bài này nữa các bạn. Rồi các bạn cũng sao chép liên kết nè. Rồi các bạn bắt đập lại. Các bạn bắt vào đây. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ Huobi của Chain là con HT nha các bạn. Thì các bạn có dùng địa chỉ MetaMask thì các bạn manage mạng Huobi của Chain vào. Hoặc có thể các bạn tạo với tôi cần podcast nha các bạn. Rồi các bạn chọn vào mạng Huobi của Chain nha các bạn. Cảm ơn các bạn, đây mình lấy địa chỉ các bạn chọn HT này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào reset nè. Các bạn bấm vào config, các bạn copy địa chỉ HT này nè. Rồi các bạn bắt đập lại. Các bạn bắt vào đây các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn in VGET for Telegram này thì các bạn điền cho mình ở cộng anh phút số 1 các bạn. Rồi tất cả các bạn gì bấm gỡ là xong các bạn. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình góp nhận 30 tóc cần có ký hiệu là KOA. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nhé.